Ok, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại với mình là Botwit và chào mừng chơi quay trở lại MC. Mình chơi cái game Persona 5 Striker. Nên là cái game này mình đã nói từ rất là lâu mà mình muốn chơi game này. Nếu mà các bạn chưa biết thì mình là một cái fan rất là lớn của dòng Persona. Thì trên cái channel mình là có chơi cả trò Persona 4 Golden, Persona 5 Royal rất là đầy đủ ấy. Nên là mình nghĩ là ở Việt Nam hiện tại là cái channel của mình là cái channel mà có cái nội dung về Persona là nó đầy đủ nhất ở Việt Nam ấy. Nên là nếu các bạn nào quan tâm, các bạn có thể xem qua mấy cái bản trước. Nếu các bạn đặc biệt là chưa biết về cái dòng Persona này thì đặc biệt là cái bản Persona 5 Striker này thì các bạn nên xem qua cái bản là Persona 5 Royal trên cái channel mình để biết. Còn nếu các bạn đã biết rồi thì chắc mình không phải giới thiệu nữa. Nên là cái game này mình đúng là mình nói chơi từ cái game này từ mấy tháng trước, từ cái hồi mà có bản tiếng Nhật ấy trên Switch ấy, nhưng mà không chơi thì rõ ràng tiếng Nhật mà. Nên là bây giờ có bản PS4 mà bây giờ là mình bản PC nên là đúng là cũng không ngờ là bây giờ là chúng ta có thể chơi được cái một cái bản PC là song song với những cái bản console ấy. Bởi vì cái dòng Striker này là nó không phải là cái phiên bản là dòng Persona 5 chính ấy. À đâu, dòng Persona chính ấy. Nói chung là config thì là nó cũng có một số cái là bao gồm là display thì mình cũng để là mặc định, mình cũng chả biết là như nào. Nên là mình sẽ bấm new game luôn. Nên là nếu mà các bạn hỏi mình về cái vấn đề mà mình có biết chơi mấy cái dòng Persona không ấy thì mình có thể hoàn toàn tự tin trả lời là mình biết chơi à. Và trên channel mình nghĩ là cái bản 4 là mình cũng chưa thực sự mình chơi, là mình chơi xong rồi nhưng mình có thể mình còn thiếu một số cái game cộng ấy. Về cơ bản là bản mình chưa. Nên là trên channel mình còn thiếu một cái bản là Persona 3 thôi. À, nó có một số cái DLC của Music là Persona 2 này, Innocent Scene này, Persona 3 Music này, Persona 4 Music Golden này, Persona Booted Q này. À, nó một số cái. Cái bản này là bản Deluxe mà. Persona Point Pack. Nên là mình xin cảm ơn là Nemo TV đã tài cái trợ cái chương trình này để mình có thể xây dựng được những cái nội dung hay để cho các bạn, nên là hy vọng các bạn thể xem được cái nội dung ở trên cái Nemo TV thì các bạn thể xem ở Nemo TV hoặc là qua cái channel mình trên YouTube ấy, thì xem được cả cái playlist từ bây giờ và về sau ấy, thì có thể xem nó dễ dàng hơn nhỉ, theo một cái list cụ thể ấy. Nên là mình cũng chả hiểu cái này là cái mẹ chắc là này nó búp thêm mình một số cái skill ra mà sao búp búp chó ấy, búp lắm. Begin the operation. That was one hell of an entrance, Joker. They're all riled up. Phụt ta bà. Go ham until you've drawn every last bit of attention. Mình nên là mình phải go ham bọn này. Ta có là chúng ta có cái kiểu cái attack truyền thống của mấy game mà Musou ấy, là Musou ấy. Vuông và tam giác này. Và R2 là né tránh ấy. Nên là đây là cái bản mà nó gọi là spin-off ấy. Nó theo phong cách chặt chém của cái bọn là Musou ấy.
Ôi trời. Perform the showtime, chúng ta có tam giác và o. Nên là cái đoạn này giới thiệu nên là chưa có gì hot. À đâu, chưa có gì gọi là kinh khủng. Show over. Thạch giá bad chess. Hay, take your heart. Game này đợi rất là lâu để mà chơi nên là mình nói chung là mình không biết là có cái từ ngữ là mình có diễn đạt cái sự phấn khích của mình ấy. Giống như kiểu là mình chờ cái bản Persona 5 Royal ấy, sau khi hoặc là từ lúc mà mình chơi cái chờ cái bản Persona 4 Golden thì có đến Persona 5. Và tất nhiên là cái trò này là thiên game mình chặt chém ấy, nên là mình không biết là chơi nhà đây là lần đầu tiên mình chơi, nên là có rất là nhiều cái là mình sẽ không chơi được perfect như cả mấy cái lần là walkthrough lần trước với Persona 4 Golden hoặc là Royal ấy. Nhưng mà chắc là mình sẽ chơi lại game cộng cái gì gì đấy để cho mình quay lại game này. Hey, it's been a while này. Nên là cái này nó lại tiếp tục cái câu chuyện hình như là ở cái bản Persona gốc là cái bản và Persona 5 Vanilla gì Edition là cái bản gốc ấy chứ không phải là bản Royal. Nên là cái sau khi là cái bọn này là nó kiểu như là nó gì nhỉ? Nó loại bỏ mấy cái metaverse à. Từ bỏ cái sức mạnh của nó là bọn này nó thằng nhưng mà chính nó đi về quê sao nhỉ? For me I know money thầy lại không có tiền. Long time no see. Nên là cái kiểu tin nhắn nhìn nó cũng ấy hơn nhỉ. Nhưng mà đúng là đây là lần đầu tiên mình chơi cái trò Persona 5 mà được 60fps ấy. Nên là nhìn cái animation nó chuyển cảnh nó cũng nhìn nó khác. Còn cái 30fps là truyền thống của dòng này. Why don't we get seen almost summer? Thế là chuẩn bị đến kỳ nghỉ hè. Tại sao chúng ta không gặp nhau à? Okay. Nên là ở cái phần này là chúng ta chỉ có 7 nhân vật bao gồm là nhân vật chính ấy. Còn cái bản cũ là chúng ta có Kasumi nữa là 9, là 8. Và cái nhân vật phụ kia là cái ông thầy giáo ấy nhỉ. Tâm lý ấy. Thì ở cái bản này là nó không tồn tại đâu nhá. Bởi vì nó cái game này nó theo cái bản gốc. Nên là cũng là một cái rất là đáng tiếc. Và nhiều người người ta chơi luôn cái bản Royal là nhiều khi người ta cũng cảm thấy khó hiểu à. Nên là bọn này định đi ra cái Kyoto trip này. Giống như cái bản Persona 3 ta cũng đến cái chỗ Kyoto. Let me see the usual port. Passport. Là cái chỗ mà hay gặp nhau là hai ao. Vẫn là một chỗ. Roger Yard Leader.
Nên là mình không hiểu tại sao đến cái bản 5 là kể cả bản gốc nhé, với cả bản Royal là bọn từ bỏ And cái next sức on mạnh the rồi. agenda is the series of incidents involving unusual behavior in public. Meeting facilitator. Hmm. Nên là cả game này mình sẽ dịch cho qua cho các bạn nội dung ấy, như là tất cả các game khác mình chơi walkthrough ấy. Nhưng mà mình sẽ không dịch cụ thể chi tiết để cho cái nhịp game nó không bị quá chậm ấy. Bởi vì mình nghĩ là trong cái thời lúc mà mình dịch ấy, thì mình sẽ không thể dịch chi tiết và nó sẽ mất rất nhiều thời gian, nên mình sẽ dịch qua cho các bạn cái nội dung chính ấy. First, we have the Vice Minister of Finance. Có bộ trưởng, thứ trưởng bộ gì? Finance là gì? As you're all aware, tài he chính had some sort ấy, of thứ episode trưởng during a diet session Q&A and abruptly confessed to document tampering. Episode during diet session of Q&A error confession. Hmm. Tự nhiên bàn này mà đâu. Soon after that, three Sapporo Central Councilmen confessed to bribery and publicly resigned. Thế là hình như là đây là một lần nữa là một số cái thành phần trong cái bộ máy chính trị ấy. Là nó tự nhận tội, tham nhũng gì này, ăn hối lộ này. Và xin nghỉ việc. Next, the well-known author Mr. S. The well-known he author held a press Mr. conference and announced he was retiring from writing, returning his book's awards, and deeming his body of work garbage. Then, a newscaster suddenly got down on one knee, confessed his love for his co-anchor on live TV, proposed to her, and got shot down. Lastly, the Director General of Criminal Affairs unexpectedly stripped off his clothing and ran around HQ until successfully detained. Thế nên là nó có một số cái sự kiện lạ xảy ra giống như cái bản kia. Là mấy cái bọn này là nó hành động rất bất thường. Thằng kia là nó tự cởi quần áo nó chạy xung quanh đến khi nào bị bắt lại mặc lại. Something amusing to you, Inspector Hasegawa? Bọn này là kiểu kiểu là lực lượng cảnh sát này là thám inspector thám no. tử à? Excuse me. The vast majority of these cases have been interpreted as nothing more than bizarre outbursts, but time and again, instant every instance involves a sudden change in personality. Thì là lúc đầu thì chúng tôi nghĩ là cái mấy cái này là nó là những cái hiện tượng bộc phát, nhưng mà qua nhiều cái vụ này thì tôi nhận thấy là tự nhiên nó thay đổi rất nhanh về cái cá tính của, nên là cái này nó quay lại cái bản Persona 5 gốc ấy, là Phantom Thief là thay đổi trái tim đúng không? Furthermore, none of the individuals involved had any known psychological issues before their incidents. Therefore, we can surmise that these cases are the result of an external influence. Nên ở đây kết luận là tất cả những cái vụ án này là đều tác động ở một yếu tố bên ngoài. Là như kiểu là cái bọn mà Phantom Thief nổi tiếng bản năm ấy, nên là bản sequel. Aren't these just coincidences? Are you really implying someone out there is using mind control? Chú có phải là chú bảo là một ai đó đã sử dụng cái thiết bị điều khiển trí não? The cases I listed are only a small sample of this behavior, which appears to be happening across the entire nation. Nên là cái này thì cũng không có gì lạ ở bản năm ấy. Bản gốc là nó đã xảy ra cả game Chain of Heart. Có vẻ như bọn Phantom Thief chuẩn. Nên là có nhiều cái thằng nó ở bản năm là có thằng nó đổ tội Phantom Thief. Nên là cái kiểu là cái motif với cái kịch bản trên cái hướng game đầu tiên này là nó cũng kiểu kiểu thế. Thank you, Commissioner Kaburagi. À, có nhiều cái bí ẩn mà nó chỉ dẫn đến bọn Phantom Thief. Là cái bọn Phantom Thief thực sự là nó sẽ phải ra tay ấy. As you've realized, or at least as one of you realized, these cases are very reminiscent of last year's change of heart epidemic. Những cái vụ án này là rất giống những cái vụ án thay đổi trái tim ở cuối năm trước. Ở đâu? Năm trước nhé. Epidemic. The top brass have concluded that this is indeed the work of the Phantom Thieves. Và các lãnh đạo đã quyết định đây là cái hành động của bọn Phantom Thief. Đổ tội, biết ngay lại đổ tội bọn này. What? What? Hmm. What evidence is there? No không one's bằng even chứng. Established a pattern. And we don't have any sort of motive. So far, doing it for kicks is the only thing that'd explain it.
Hơn nữa là chúng ta không có động cơ này. Cứ đoán mò linh tinh. You investigate each of these incidents yourselves as quickly as possible. Chúng mày là sẽ phải đi ra kia và điều tra từng cái vụ án ấy. Ngay lập tức. Càng nhanh càng tốt. What I expect from each of you are two things. Chị hy vọng là hai điều từ các chú. To assemble enough evidence for a successful case. Thu nhặt đủ chứng cứ để có thể kết án. Two, to do so as quickly as humanly possible. Okay. Làm càng nhanh, nhanh nhất có thể. The higher ups are hell bent on closing this case. I do not know why. It does not matter. All that matters is producing results. Chị này là cảnh sát trưởng này, Commissioner Kaburazi. Trên đây là ở cái phần trước là mình không có cảnh sát trưởng. Đây là không biết là phải nhân vật mới hay nhân vật cũ. Đây là chị không cần biết chúng mày làm cái gì, chúng mày phải mang lại kết quả chị. Your suspect is the leader of the Phantom Thieves. À đúng rồi. Ở cái bản ấy kia là nó là cái thằng Joker này là nó đi đầu thú. Kể cả cái bản Royal, bản gốc thì thằng này nó vẫn bị phát hiện. Show me a thorough investigation of his entire life. Thằng này nó bị phát hiện ra mà vẫn được cho chạy lông nhau nhỉ? Mình không hiểu sao thằng này nó phải đi vào tù ấy. Nên là cái bản mà... So, the Phantom Thieves rise again. Nên là thằng này là leader mà bọn game nó không bị tóm nhé, rất hay. Nên là nó lại bắt đầu một cái năm mới. Tháng 7 à? 24 tháng 7. It's been a while since we wrote this to Yongin Jaya, huh? Nhưng mà mình cảm thấy là cái kiểu cái art style này nó không giống như kiểu cái bản 4 lắm nhỉ. Mặc dù cái theme thì gần như là nó y chang rồi này. Kiểu như cái kiểu cái asset của nó sáng hơn. Hay nó vẫn đi tàu. We're almost there. Con Morgana này cuối cùng vẫn là biến thành mèo. I know it's stupid, but I'm getting kind of nervous. It got me to awesome. Me too. Really? Well, who can blame us? We are on our way to see Lady Anne. See Lady Anne. Finally made it. Nên là mình nghĩ là game này nó sẽ rất là dài, nên là mình hy vọng là các bạn thể chill out, ví dụ như là xem video của mình là có thể lấy cái gì hưởng thụ, ăn bắp rang hay là uống nước. Nên là cái này là nó sẽ không vội ở đâu ạ. Mà mặc dù là cái game này là nó thiên kiểu về chặt chém ấy, nhưng mà mình nghĩ là vẫn cái cốt truyện là tổng thể nó cũng sẽ tương đối dài. Hey, hey. We may be gonna have a few but it's super. Nên là cái chỗ này chúng ta sẽ quay lại chỗ Lee Brand này. Trong trường hợp là nếu mà ai mà chưa chơi bản gốc thì hoặc là chưa chơi dòng Persona thì nó có cái mắt cho mình. Thì cái này nó y chang cái bản Persona 5. Về cái map và cái location này nó y chang. Nên là lúc đầu mình định chơi game ở trên Switch, nhưng mà trên dưới là mình hoặc là PS4 ấy. Nhưng mà trên dưới là mình thấy có bản PC này nó là nó không bị giới hạn với bất kỳ cái gì ấy, nên là mình quyết định mình chơi bản PC. So. Takemi Clinic. Nên là cô này mới nghỉ ở đây. Chúng ta. Let's go. And đây cũng là cái phiên bản Persona 5 đầu tiên mà có được 60 FPS. Ngay cả cái bản Royal là chúng ta cũng không chạy được 60. Nên là nhìn cả cái khung cảnh thì nó mượt hơn rất là nhiều rồi. Là mình cảm thấy cái này nó sáng hơn là kiểu cái asset. Okay, chúng ta sẽ vào luôn cái là mình xem cũng nó cũng không cho mình đi lòng vòng hoặc là nó chưa cho mình đi lòng vòng. Let's go. Surprise! We get you or what?
We missed ya. It's been a while. Did you get taller? Looks like you've been doing fine. You too, Morgana. Meow. It's gotten hot, huh? Would you care for some iced coffee? Hey, you guys hungry? Aw, Mona's practically purring. Boy, were you surprised. Boy, are you surprised. You guys did all that for us? Talk about a greeting. We hadn't seen you in so long, we knew we had to do something. We figured the best way to get you was to have Boss let us in early. Cái quán này hình như nó trang trí lại này. You're looking sharp. Ủa sao ông này nhìn trông trẻ hơn nhỉ? Kiểu là cái hình mà trong game ấy. Còn cái hình ảnh mà cái này thì nó vẫn thế. Long time no see. I hear you. Even though it's only been a couple of months, it feels like it's been a real long while. Nên là chúng ta vẫn có cái tranh Yasuri à? Cái gì? Cà phê này, cái bàn này, nhưng mà hình như tường này nó cũ hơn rồi. Yeah, I'm sure you all have plenty of catching up to do. Nên là cái này, hình như cái game này nó không phát triển bởi không phải của Atlus mà là của bên cái gì nhỉ? Tecmo à, cái gì nhỉ? But I've got to open up soon. Go ahead and take it upstairs. Cái hãng gì làm ấy nhỉ? Tự nhiên mình quên mất. After all. Làm Directive Warrior nhỉ? I appreciate. Thank for hosting again. No problem. Nhìn con A này người vẫn ngon nhỉ? Nhưng mà mình tưởng là mấy cái đứa mà như kiểu là con Makoto là nó phải đi lên đại học đấy nhỉ? You can just pay me back working the counter. Now thieves, to the hideout. Để lên tầng trên, kiếm một đồng. Great. Just when I was enjoying the peace and quiet. Seriously, though. It's not a joke. He never fails to disappoint. You really never change. You won 3 of my finals in one day, too. I'm really freaking out. I had so many makeup lectures in a row, I almost wasn't able to come over today. Then I win. I only flunked one final. Hình như bọn này là nó sẽ lên cấp 3 rồi sao? Năm số 3 rồi. You two are the same as always. Makoto, I think. Can't you at least take your classes a bit more seriously? Ooh, watch out. Miss President, gonna unleash a fist of justice. Nằm đấm công lý. Please. You please forget about that already. So is college life all it's cracked up to be? Nè, đúng là cái bọn Makoto này nó lên lên đại học college. Yes, it's going well. I've been using the time to take care of the core curriculum. Thế mà nó vẫn loanh quanh vẫn họp được bọn này nhỉ? Take care of the core curriculum. I've been busy too, but it's also a lot of fun. For example, I've learned how to selectively breed certain vegetables. Con này thì nhà nó bố làm to và bố nó để lại cho nó hết. Nên là con này nó chỉ tập trung vào nó đi trồng cà phê. Oh, yielded any results yet? Boy, that got his interest. Wait, aren't you in the management program though? Yes, but students are allowed to take courses beyond their own programs if they feel so inclined. They even offer agricultural science courses. You can learn all sorts of new things, like the correlation between soil nutrients and yield. Con này nó học thiên về kiểu đất trồng, cây trồng. Kiểu thiên về nông nghiệp. That'd put me to sleep in a minute flat. Để cho nó trồng cà phê cho cái để nghiên cứu trồng cà phê cho cái thương hiệu. And you, Futaba? How's school been for you? Con này bây giờ là năm cấp 2 thôi. Bởi vì ở bản năm là nó là cấp 1. Too easy. Hoặc là với mình, bên mình là nó là lớp 10. Bây giờ là con này là học lớp 11. At this point, the only hellish parts are the commute and PE. That's pretty impressive. Mình chả hiểu PE là mẹ. Uh-huh. Praise me more. Keep it coming. Well, how about you then? You're the one we're most curious about. Mà nhìn cái bản này đúng là kiểu như là cái character model nhìn trông nó cũng khác ấy. Nhìn trông kiểu nó hơi bị bệt hơn ấy. Giống như là cái kiểu cái con An này da nó rất là trắng nhá. Mà trắng nó không phải giống kiểu bản bản Persona 5 hiểu không?
I miss you. Anh nhớ chú. What a coinkydink. Me too. Well, I've been getting by too. Without you around, it's sort of like stuff is just kind of bleh. Of course, he's our leader. It's only natural. Nhưng mà quan trọng là bây giờ bọn em là nếu mà theo bản năng là bọn em không có sức mạnh này. That's right. What the F me. Nên là mình nghĩ là chắc là cái đoạn này là nó sẽ kể lại câu chuyện ngược ấy, nó nghĩa là nó vào nó cho mình hành động một tí, nhưng mà trên thực tế là cái đấy là nó đã kiểu là nó sẽ mãi về sau nó mới hành có cái đoạn đấy, còn bây giờ là chúng ta sẽ là bắt đầu lại cái câu chuyện từ đầu ấy, để giải thích đến cái đoạn đầu tiên đập nhau. Thanh ca. Once a phantom thief, always a phantom thief. Bởi vì là đến thời điểm này mình nghĩ là cái bọn này nó đã mất hết sức mạnh rồi. Bên nó chỉ gọi là gọi họp nhóm với nhau. I'd say we start coming up with summer vacation plans. Anyone have any ideas? Để bọn này tập trung là đi chơi, lên kế hoạch đi chơi hè. Oh right, we should figure that stuff out. You're fine to stay here through all of vacation, right? Nên là đây cũng là lần đầu tiên mà chúng ta có một cái bản phụ bản ấy, mà nó gọi là trực tiếp là sequel từ cái bản Persona 4, 3, Persona 3, Persona 4 này. Bây giờ mình chính thức là có một cái bản, bởi vì từ cái bản Persona 5 là rất là nhiều fan hâm mộ biết đến cái dòng Persona mà, nên là chúng ta mới có được cái bản Striker. Well, how about a trip, guys? Come on, we've got a whole month to rage. Aren't you forgetting about your homework? Nên là game này mà hot có khi lại tiếp tục ra thêm một bản nữa. Not only do you have homework, but you're third years now. You need to start thinking not just about graduation, but post-graduation. Kiểu bây giờ chú là lớp 12 rồi, chú phải suy nghĩ tương lai. Sau khi tốt nghiệp là phải làm gì? No, stop! Don't bring that up! Ryuji never changes. Back to the topic at hand. If I may suggest Kyoto. Kyoto. I'll find an abundance of inspiration if we tour each temple and shrine. Oh, the sheer wealth of beauty I can witness in a whole month. I can hear the treasures of our history calling to me. Này như kiểu này, đúng là vẫn lập dị ở trong nhóm. It's a month-long art tour. I'm totally gonna. Đi xem mấy cái kiểu cổ điển ấy, kiểu ạt yếc ấy, chùa chiền ấy. A trip does sound nice, but what if we all went camping first? Con lại thích camping, đi cắm trại. During the day and even throw together a barbecue at night. Đi leo núi buổi sáng, tối thì nướng thịt. Barbecue? Big gatherings for people who socialize IRL. Socialize là cái gì? Sounds fun. You can leave the firewood chopping to me. Kicking summer off right with a barbecue buffet sounds badass to me. Có vẻ thích đi nướng thịt rồi. Don't go forget the veggie. Don't go đừng quên ăn rau. Good point. A proper meal needs a bit of color to it. Nên là nếu mà các bạn không biết là một số cái lựa chọn trong game là nó sẽ rất là quan trọng, nhưng một số cái lựa chọn trong game này nó sẽ đóng vai trò như kiểu là nó thể hiện cái quan điểm của người, nó không thực sự quan trọng đến câu chuyện. It does sound rather fitting for the summer. I like the idea, but we'll need an awful lot of vegetables to balance it out. Nhưng mà về cơ bản là cái truyền thống của cái dòng Persona từ bản và Persona 4, 3 ấy, thì nó, cái cốt truyện của nó vẫn là theo một cái hướng chính ấy, chứ nó không được là nó sẽ không kiểu mở mở như mấy game kia có hàng tỷ tỷ các cái ending ấy. Nên là cái này nó kiểu khác. A barbecue is one of the few things in this world that can pull me away from art. Our history and treasures can wait a bit longer. Này nó thích đi nướng thịt đấy. Barbecue là cái mà có thể kéo tôi khỏi thế giới nghệ thuật. Nên là cái chuyến du ngoạn về lịch sử, về kho báu, lịch sử kho báu có thể đợi sau. You sure your priorities are solid? Thằng này như cái bản nào là lúc nào chết đói. Nên là cứ thấy đồ ăn nó sáng cả mắt. All right. Our first reunion party has been unanimously decided. We're going camping. Kiểu như là kiểu là lúc nào cũng có kiểu cái stereotype là kiểu là họa sĩ nghèo ấy, chết đói. That's settled. Đi đợi khô tiền. Emma, list recommended camping gear. I have compiled a list of items recommended for camping. Còn như kiểu là Siri hoặc là Google Voice. There was a sporting and travel goods store near 705 in Shibuya. Shibuya.
customer reviews rate this as the best relevant store in your area. Yeah, đi shopping mấy cái đồ để đi ăn chơi. Shibuya. The virtual assistant Emma. You haven't heard of it yet? Cái này virtual assistant kiểu Siri ấy, với cả Google Google Voice này, hoặc là Alexa. Trong này thì trong bản này là nó gọi là Emma. I have. It knows like basically everything and does all sorts of stuff for you, right? Personal assistant, virtual assistant. It's got this AI that thinks for it. I think you mean AI, not an I. Right. It stands for artificial intelligence. AI. It can search all kinds of databases, conduct navigation, manage your schedule, even talk out logic problems and stuff with you. Yeah, nó thu nhận tất cả mọi cái dữ liệu này, có thể chỉ đường này. Quản lý cái lịch trình của bạn này. Và có thể kể cho bạn nhiều cái kiểu như là nhiều cái fact ấy, hoặc cái logic ấy. Như trên nhiều cái bạn không biết, như kiểu Google Search. Ok, cái này thì biết rồi. Ôi, bấm nhập. Pretty solid tech, considering it's roughly a thousand times smarter than Ryuji. Shut up! That sounds kind of cool though. I bet it'll tell us where all the best ramen shops are. Yeah, you should all download it. I'm telling you, it's the bee's knees. Nên là cái bản này đúng là cũng rất là nhiều cái cảnh mà nó nói chuyện ấy, kiểu hang out với bạn ấy. Nên là những cái bạn nào mà xem thì đúng là mình nghĩ vẫn phải tới rất là bình tĩnh nhá. Chơi nó từ từ thì nó mới hay ấy. Còn là chơi mà vèo phát qua thì nhiều khi mình không cảm thấy nó nhiều cái nó lôi cuốn lắm. Suppose it'd at least be handy if we ran into any trouble while camping. That's a good idea. Why don't you get it too? Morgana, em mình sẽ đi shopping. Hello. Bạn this is Emma. Emma. I am pleased to meet you. Please provide me your name. Enter your name. Hình như là cái này là cái gì nhỉ? Hình như là trước là mình là gì nhỉ? Mình đặt là handsome à? Handsome. Cái này là first name à? Handsome Beast. Họ là Beast. Con thú đẹp trai à? Oh. What the F man. Nên là mình sẽ chơi giống cái bản ở trên cái bản Royal mình hay chơi ấy. Trên đấy mới là cái này không quan trọng nào. Bạn đặt cái gì này. Bây giờ nó có lựa chọn là Japanese voice, nhưng mà mình sẽ để là tiếng Anh này. Mình không biết là cái difficult này như là mình sẽ để là nó có hát à? Ok, mình sẽ không cho hát mà mình sẽ để normal. Mình không thực sự mình quan tâm đến cái độ khó lắm. Nên chắc có thể game, nếu mà mình chơi game cộng mình sẽ chơi cho hát hơn một tí. Có một số cái lựa chọn cho cái DLC hoặc cái bản deluxe là chúng ta có thể trên cái Battle Music này, Golden này. Nó nhảy đi đâu nhỉ? Camera. Ok, nó quay về cái mặc định là gì nhỉ? Ok, là mình sẽ để original đấy. Mình muốn nghe xem cái soundtrack của cái bản này như nào ấy. Còn là nếu mà chúng ta chơi cho vui ấy, thì là mình sẽ để lại mấy cái bản sau. Nhưng mà chắc là trong quá trình chơi mình sẽ chơi. Cái nó cũng không có gì ấy lắm. Mình sẽ bấm X à. Return to the battle này, Balan Difficult này, for action game veteran. Ủa thế thì mẹ mày chơi ăn hay hát này à? Mình là action game veteran mà. Yes, yes. Yes. Ôi, được, có thể đổi bất kỳ lúc nào. Oh. Thank you. Again, nên là nó sẽ lưu cái profile của mình. Your helpful virtual assistant. Looks like you've got it figured out. Nó vẫn giống cái bản trước là cái độ khó của game nhưng nó vẫn đổi ở trong game. I sent you all friend requests. Please don't pull them off. Bản Royal là có đổi đấy, nhưng bản mình không nhớ bản kia. Recommended camping items. So Emma came up with all that? Impressive, no? Impressive. It's not just random junk for sale either. It takes into account the season, the weather, your personal profile, and even your location for all its recommendations. Đang giải thích về cái con Emma này.
khả năng có Emma thì làm gì. For real? Damn, that thing's eye is crazy. Nên là bọn này nó cái thời điểm mà nó mới dùng được cái bọn personal assistant ấy. Nhưng mà trên thực tế bây giờ thì lúc mới thì nhiều người dùng, bây giờ chẳng ai dùng mấy. AI, not an eye. Well, should we split up and buy everything Emma's listed for us? Kiểu thời mới lên được iPhone 5 có Siri ấy. This guy's beat from the traveling too. We just went through all the effort to meet up at the hideout, yeah? So let's make the most of it. Indeed, I have an absolute plethora of discussion particularly matters such as modern art and the possibilities within it in our current age. Yeah, anything but that. Nên là mình sẽ chơi rất là chậm, nên nếu các bạn nào mà muốn skip ấy thì mình sẽ để cái lựa chọn skip cho các bạn ấy. Thì các bạn thể xem hết cả cái series ở cái nhịp độ bình thường ấy. Và các bạn muốn skip thì các bạn thể chủ động skip ấy. Về tất cả cái hội thoại này. Nên là mình thì mình sẽ để cả hoặc là mình để chơi tốc độ bình thường để cho các bạn dễ. Bạn nào mà thích xem hết thì có thể xem hết, và bạn nào thích skip thì có thể tự skip. We have great time together. Bây giờ là noon á. Nine. Thank you for treating us all to curry, boss. Nên là nó vẫn giống như cái bản persona thường là lúc đầu nó chuyện rất là nhiều, vãi với sao đánh nhau. Don't worry about it. Just think of it as sort of a welcome back gift. Plus, with this guy hanging around again. Did handsome. Nice feeling back old. Handsome. Same here. Thanks again. We'll be back soon. Well,